Khi mà mình bố thí, khi mình muốn cho đó, thì mình cái người mà không thể cho, thường nếu mà người không thể cho ai hết á, có thể họ có bị bốn cái thứ mà có thể ngăn cản người ta. Thiện nam tử khi bố thí có bốn điều ràng buộc, tức là lúc mình muốn cho ai đó, người có thể không bố thí không cho ai, có thể họ bị bốn điều đây. Một là lòng tham, người tham thì sao dám cho ai? Không, chỉ có người không tham, người mở lòng thì mới cho người khác, chứ người còn tham quá sao cho. Cho nên cái chướng ngại của người không biết bố thí, không thể cho ai là lòng tham. Thứ hai là không tu bố thí, tức là người này chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện chia sẻ cho ai hết. Thứ ba là khinh vật nhỏ, nghĩa là sao? Thôi tôi nghèo quá mà của bao nhiêu đâu cho. Ôi, người ta cho bạc ngàn, tôi bạc chục, ăn thua gì, người không cho gì hết. Tức là, thí dụ như giờ mình thấy chỗ đó nghèo mà người ta kêu gọi đóng góp cứu lụt, cứu cháy gì đó, cái nó thôi tôi 20 mà so với quý vị bạc trăm bạc ngàn ăn thua gì, thôi đi kiếm mấy người giàu xin, không cho. Tức là một cái chướng ngại là vì mình không có nghĩ đến cái chuyện đó, khinh cái vật nhỏ, tức là mình nghĩ là của mình ít lắm cho nên không cho. Mà bây giờ thưa đại chúng, ở đời này á, đại gia nhiều hay tiểu gia nhiều? Đại gia thì cũng nhiều, cũng không bao nhiêu, mà đại bác thì lớn chứ. Còn cái kiểu trung bình đủ ăn đủ mặc thì quá trời. Nhưng mà thật sự ra người ta thường nói vậy nè, mình chỉ có thể cứu ngặt, mình đâu có thể cứu nghèo, phải không? Cứu ngặt là gì? Thí dụ chỗ đó ta ngập lụt, cái mình đem tới mình cho một cái, cho ta giải quyết cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái nghèo thì nó triền miên khói lửa sao cứu. Cho nên cứu ngặt không thể cứu nghèo. Hay nói cách khác là cứu ngặt là cái lúc vậy là cứu ngặt không không thể cứu nghèo. Cứu nghèo không bằng cứu khổ. Tại sao? Tại vì thí dụ người ta đói cơm, có thể người ta chịu được, nhưng mà khổ tâm, khổ lắm. Cho nên đó, cứu khổ người ta, cho người ta tâm hồn người ta hết đau khổ quý hơn là mình cho người ta của nữa. Tại vì có nhiều người người ta có thể nhịn ăn nhịn khác được, nhưng mà khi người ta đau khổ trong lòng thì cái đó gọi là cứu khổ. Mà đạo Phật thì vừa cứu khổ mà vừa cứu cứu ngặt cứu nghèo. Cứu ngặt cứu nghèo là dạy cho mình bố thí, còn cứu khổ là dạy mình pháp thí, tức là mình nói pháp cho người ta nghe. Ta nghe mà ta hết khổ thì là pháp thí, phải không? Mà người ta bớt đi được cái khổ về đời sống hàng ngày, cơm ăn áo mặc một phần nào đó do mình cứu ngặt cứu nghèo. Cho nên bố thí của cải gọi là bố thí tài, bố thí mà cho người ta hết khổ tâm gọi là bố thí pháp. Vậy thì cái người mà bị ràng buộc không thể cho là do họ tham, không bao giờ nghĩ việc bố thí, còn không thì cho là việc nhỏ, cái vật nhỏ lắm không cho. Cái thứ tư là gì? Cầu quả báo ở đời. Thì nghĩa là sao? Thôi trên đời này tôi thấy không có công bằng, cái kẻ bỏng sẻn thì giàu to, người là rộng lòng bố thí thì nghèo. Nếu mà nói đúng là phải rồi, bỏng sẻn mà có cho ai đâu không giàu. Tức là nếu mà họ nói, có nhiều khi người ta nói tôi không có tin trên đời này có nhân quả. Tại vì sao? Tại vì thấy rõ ràng có nhiều người làm việc thiện rất nhiều, nhưng mà cuộc đời họ quá nhiều đau khổ. Còn có nhiều người họ sống rất là ác ôn mà họ lại giàu có, họ lại sung túc. Cho nên mình không có, có khi thì mình cầu cái quả báo ở đời là tôi thấy tôi có cho hoài mà chẳng được gì hết, và không cho. Đó là bốn hệ lụy như thế. Bây giờ bốn thứ, một là tham, hai là bỏng sẻn, xin lỗi, một là tham, hai là không tu bố thí, ba là khinh vật nhỏ, bốn là cầu quả báo ở đời. Vì cái người bị kẹt bốn cái này cho nên người ta không thể cho. Thì Phật dạy muốn trừ bốn cái pháp này chỉ cần tu hai thứ thôi. Một là tu vô ngã, hai là tu vô thường. Vô ngã là sao? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, cái tiền mà chúng ta đang sử dụng hiện đời này đó, nó có giá trị ở đâu? Cái cõi đời này thôi, mà ngay cái quốc độ chúng ta đang sống thôi. Nó là một tờ giấy in con số lên, rồi được chính phủ
xác nhận nó có giá trị gì đó thì nó đang hiện hành ở trong cái quốc độ con người chúng ta đang sống đây. Bây giờ mình vọt qua bên một cái quốc độ nào ngoài cái hành tinh này thì cái tiền này nó không có giá trị. Mà thậm chí cùng một hành tinh với nhau, cùng một quả đất với nhau, mà nước này có thể tiền nó không còn áp dụng nữa, tại vì cái giá trị tiền nó không có. Ví dụ như tiền Canada, tiền nước ngoài nha, tiền Canada, tiền Mỹ, tiền Úc, mấy cái nước ngoài này đem vô nước Á Đông có thể còn xài được, chứ còn tiền của mấy nước Á Đông như là tiền Trung Quốc, tiền Việt Nam, tiền Miến Điện, tiền Thái Lan đem qua đây chịu thua, nó không có giá trị. Vậy thì cái tiền nó đôi lúc nó cũng chỉ giá trị ở một khoảng nào thôi. Đó là chưa nói ví dụ như giờ một cái chế độ nào nó thay đổi mà nó tuyên bố đổi tiền một cái, mỗi người chỉ đổi được 500 đồng thôi là thôi, cái đống tiền nó dục hết. Như vừa rồi bên Ấn Độ vậy đó. Vừa rồi bên Ấn Độ nó xảy ra là người ta đã in tiền lậu quá nhiều. Và cuối cùng cuối năm 2016, chính phủ quyết định là tất cả tiền cũ không còn giá trị. Và mỗi người chỉ đổi được có 3.000 tiền ở bển. Thì quý vị thấy không? Thì cái đống tiền đó, cái đống mà họ đang tích chứa xưa nay đó, trong tích tắc nó thành ra vô ngã. Thì cái chữ vô ngã là gì? Vô ngã là nó không có, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là nó không có cái gì thuộc về mình cả. Nó không có cái gì thuộc về mình hết. Tại vì mình là con người, mình là không thì của cải cũng không. Thường thường cái gì mà của mình á, ta kêu là ngã sở. Ngã sở là cái gì thuộc về mình. Còn cái mình gọi là ngã. Mình cho mình có là ngã. Cái gì thuộc về mình là ngã sở. Mà ngã cũng không thì ngã sở cũng không. Tức là những cái gì thuộc về mình. Quý vị thấy ví dụ bây giờ mình đang làm chủ cái nhà, mình đăng bản bán cái ký giấy xong, chồng tiền xong, thì cái nhà đó hết là của mình. Hay là thậm chí mình không có tiền trả và băng kéo cũng phải của mình. Cho nên mới vừa có nhiều người mới mua chiếc xe mấy chục ngàn, trả down được 10% rồi phải loan lại, phải mortgage lại để trả cái tiền đó. Một cái trận đụng xe rất là nặng thì cái xe đó coi như là vô thùng rác. Cho nên để mình có thể phát tâm được bố thí thì Phật dạy mình tu vô ngã, tức là thấy mình không có. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đang giữ rất là nhiều nè, mà mình nhắm mắt chết một cái rồi thì gì, cái này chả có đem được cái gì hết. Nếu mà có đi nữa thì mua mớ đồ giả để vô, chứ làm gì dám đem đồ thiệt. Hồi xưa ở Việt Nam hay là bên Trung Quốc, người giàu là chôn của cải theo. Và chính vì chôn của cải theo cho nên thường hay bị người ta đào mồ, người ta ăn cắp. Rồi ngày xưa người giàu mà đi mua đầy tớ ở thì khi chết phải chôn người ở đi theo, với cái ý niệm là chôn họ theo để hầu hạ cho người đó. Ngay cả các ông vua xây lăng tẩm, ở bên trong là xây biết bao nhiêu người lính hầu, thì xây vậy thôi chứ hầu hạ gì. Nhưng mà tại vì lúc mình sống mình như vậy thì mình nghĩ là mình chết mình phải có như vậy. Và thậm chí mình nhiều của quá, mình sợ người ta đào mộ, cho nên một người chết 2-3 cái mộ. Ở bên Trung Quốc, ông Tào Tháo mấy cái mộ, tại ông sợ người ta thù ổng, hận ổng. Ngay cả Tần Thiếu Hoàng. Mà bây giờ có nhiều khi người ta không, người ta bây giờ hiện tại người ta nghĩ rằng khu vực đó là khu mộ ổng, mà người ta không dám đào nữa. Hiện tại bên Tây An có một cái khu mà khai quật lên là mộ của ông Tần Thiếu Hoàng, là do một ông già, khi mà ông miếng đất đó là của ổng đó, thì một hôm ông đào thì ông đụng chạm gì dưới bất động mới thấy có những cái tượng mấy cái này kia, thì mới báo cáo lên chính phủ mới bao vây khu đó, khai quật lên thì mới biết là cả hàng ngàn năm trước là nơi này là mộ của Tần Thiếu Hoàng. Mà bây giờ ở bên Tây An là khai quật là chỉ một phần thôi chứ chưa hoàn toàn hết. Cho nên để mà mình có thể mở lòng mình cho, không dám cho hết, cũng phải chừa xài chứ. Nhưng mà bắt đầu khi mình thấy được cái vô ngã thì bắt đầu mình có thể cho. Cái thứ hai là gì? Là vô thường. À, vô thường thì đại chúng biết hết rồi.
Vô thường là biết hết rồi, người đó đang sống đó rồi chết đó. Hay như cái em Phật tử mà ngày hôm qua Pháp Hòa được anh Tuệ Hưng kể lại vậy. 18 tuổi thôi mà nó đi hỏi người thợ may là cái tiền may y bao nhiêu một cái, thì người thợ may cho biết giá xong nó để dành tiền, nó muốn là trong cái Tết này nó may một cái y nó cúng dường cho thầy Pháp Hòa. Rồi nó liên lạc với anh đó, anh là anh Tuệ Hưng, nó hỏi coi số đo của thầy. Anh bắn, anh send cái số đo của thầy qua cho nó, không nghe nó trả lời. Ngày hôm sau phone lại thì một người bạn bắt phone và báo cho biết là nó bị stroke, nó đang bị hôn mê. Và ngày hôm sau nữa nó chết. Nó mới chết hôm nay bữa năm tay đây. Thực hiện cái ý nguyện là mai một tấm y cúng dường cho thầy trong cái dịp Tết này chưa xong thì đã đi rồi. Ở cái tuổi 18. Bà ngoại thì bây giờ lẫn, nghe nói cái ngày em chết không có cái nhà để ngoài hiên, ngoài bên ngoài. Rồi bây giờ bạn bè mới hùng tiền lại và nuôi bà ngoại của em. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe như vậy, Pháp Hòa nó gửi 300 về để mà cho gia đình. Thì mấy người bạn nói thôi để con giữ ở đây, tại vì mỗi tháng tụi con gửi tiền, đem tiền lên nuôi bà ở nhà dưỡng lão. Chứ bây giờ bà lẫn rồi đưa cho bà cũng đâu biết gì đâu. Bây giờ bà ở trong dưỡng lão thì mỗi tháng tụi con đem tiền lên nạp trên dân đó để mà giúp cho bà. Cái chuyện nó mới xảy ra cách đây có 5 ngày trước thôi. Thì khi mà mình quán cái vô thường như vậy, thật sự không phải là mình chỉ xả của cải không, mà mình còn xả được rất nhiều thứ mà nó nằm ở trong lòng mình. Đặc biệt là những cái phiền não, cố chấp. Cố chấp là gì? Là cái sự dính mắc. Từ lời nói, từ hành động, từ cử chỉ, bất cứ cái gì người đó làm mà mình không thoải mái được, mình giận cái người đó là vì mình chấp. Mình chấp tôi không được nói câu đó với tôi lớn hơn. Nhiều khi mình chấp vào cái tuổi của mình. Tôi lớn hơn không có được nói như vậy với tôi, hổn, giận. Rồi mình chấp vào cái địa vị của mình. Cho nên Phật dạy trong một cái bài kinh hay lắm. Con người mà sở dĩ mà kiêu mạn là gì? Kiêu mạn do mình đẹp, kiêu mạn do sức khỏe, tuổi tác, địa vị, vật chất của mình. Tôi là người giàu, họ không có được đối xử với tôi như vậy. Thậm chí mình đi vô chùa rồi, nhưng mình vẫn mang một cái hình tướng là mình là người khá giả, phải được sự tiếp đãi một cách ân cần, đặc biệt nồng hậu. Hay là thậm chí mình đi vô chùa nhưng mà mình cũng muốn là tôi có cái địa vị như vậy, tới đó thì người ta phải tiếp tôi như vậy. Cho nên khi mình quán được cái vô thường thì mình sẽ xả được không phải chỉ của cải không, mà mình xả được nhiều cái chấp trước ở trong lòng của mình. Mình giận cái người đó, mình giận người đó, nhưng mà hôm nay mình đã nghe người đó qua đời rồi, thì tự nhiên mình sẽ hiểu được. Cho nên chỉ cần tu hai pháp, tu vô ngã, tu vô thường. Chữ tu này là gì? Là thực tập. Thực tập quán chiếu vô thường, để cho mình thấy được. Hễ mình còn ngã là còn khổ à. Ngã là gì? Còn cái tôi, cái ta. Hễ còn ngã là còn khổ. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là giờ tôi vô ngã cho nên tôi khỏi làm gì hết. Không phải. Nghĩa là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà đừng thấy mình là cái gì đặc biệt số 1 hết á. Chẳng qua là mình còn chút phước duyên, là còn đủ sức khỏe, còn có khả năng đây nè. Mình làm đóng góp, mình làm việc này nè. Chứ còn lỡ mà mai chiều mình hết làm nổi thì có muốn làm cũng không nổi. Nên nghĩ như vậy mình nhẹ nhàng hơn tất cả công việc. Chẳng qua mình còn khỏe mình làm thôi. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy mới gửi cho Hòa cái email. Thầy mới nói ráng làm xong cái công việc này chắc là để đi trước huynh. Pháp Hòa mới nói đi đâu lẹ. Không, nói không, mình hiểu được là chắc sức khỏe mình chỉ còn vài tháng nữa thôi, con trẻ thôi. Không phải đi đâu, ông mới nói đi chỗ nào mà không ai muốn tới mà rốt cuộc phải đi. Điều đó đương nhiên. Thiện nam tử nếu muốn bố thí
phải phá tan năm điều. Người nào muốn có thể cho ban cho thì phải phá tan năm điều. Một, lòng hờn giận. Còn giận sao cho? Đừng có nói chi mà đang định, đang nấu cái món này cho nó ăn mà định ra tới cửa mà tự nhiên nó phone, nó chọc mình giận cái quay vô cho rồi. Cho nên còn hờn giận thì không thể cho. Tâm bỏng sẻn, tức là tâm mình còn keo rít, tâm ganh ghét, không thể cho. Tiếc thân mạng. Tiếc thân mạng là không có nghĩa là ô phải nhào vô hy sinh cái gì, nhưng mà đôi khi mình sợ lao nhọc cũng làm. Sợ lao nhọc cũng là một hình thức. Ví dụ thôi tôi làm vậy rồi tôi mệt lắm, thí dụ vậy đó, cho nên cũng không làm. Đó là chưa nói là nội thí nha, tim gan phèo phổi gì đó cũng dám. Không tin nhân quả. Cái người mà mình, người mà không tin nhân quả cũng khó cho lắm. Thí dụ như mình thấy người ta nghèo, mình thấy người ta nghèo thì mình cứ cho, nhưng mà mình không tin là làm phước, là tội, làm nhân, làm quả gì hết thì tự nhiên cũng không có cho được. Cho nên có năm thứ phải phá để mình có thể bố thí. Một là lòng hờn giận, hai là tâm bỏng sẻn, ba là tâm ganh ghét, bốn là tiếc thân mạng, năm là không tin nhân quả. Nếu phá được năm điều ấy thì thường hay bố thí. Người ưa bố thí lại được năm điều. Nếu mà người mà thường bố thí thì sẽ có được năm điều. Một là quyết định không xa lìa thánh nhân. Tại sao? Tại vì thường bố thí thì mình luôn luôn, mình nghĩ, vì mình nghĩ được cái điều thiện cho nên mình mới làm. Ở trong sách Nho nó có một câu như thế này: nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi, tức là phàm làm người trong lòng phải có điều thiện. Nhân hữu thiện nguyện tức là người có điều, có tâm lành thì chắc chắn thế nào trời cũng tùy thuận theo cái tâm người đó. Tùng thiên tất tùng chi tức là trời sẽ cho mình được cái tâm đó. Ví dụ như giờ mình nói trời ơi tôi ước gì mà tôi có được tiền tôi giúp chỗ đó, rồi trước sau cái tự nhiên mình cũng có một chút ít gì mình cho. Không phải là mình cho hết được hoặc mình cho nhiều được, mà có chút ít dư mình cho. Có một bác Phật tử, Pháp Hòa biết là bác tiền già cũng hạn hẹp lắm, tại phải chi nhiều thứ. Thì bác mới gửi để mà ủng hộ xây tăng xá. Pháp Hòa không nhận và nói thôi bác không có bao nhiêu. Bác nói không, thầy phải nhận. Tại vì thứ nhất tụi con hàng năm qua ở tu phải có bổn phận đóng góp. Cái thứ hai là con muốn đóng góp một chút để có, để đúng cái tâm nguyện của mình là xây dựng đạo tràng. Và tuy rằng không nhiều, nhưng mà con mỗi lần con biết ở nơi đó có thiện lành mà con không làm thì không được, con phải làm. Cho nên đó là mình phát tâm mình làm lành, tâm lòng mình muốn lành thì thế nào cũng được cái điều đó. Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Người ưa bố thí quyết định không xa lìa thánh nhân. Tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe. Nghe tới tên người đó người ta thích lắm, tại vì người đó giàu lòng thiện tâm. Hồi xưa bên Trung Quốc có một ông tên là Phạm Lãi. Quý vị biết Phạm Lãi chứ gì? Thì cái ông Phạm Lãi này á, sau khi mà ổng từ quan rồi á, thì ổng cáo lão hồi hưu đó, thì ổng có tiền lắm, cho nên ổng đi tới đâu là ổng bố thí giúp đỡ người ta. Và từ đó về sau hễ mà Phạm Lãi xuất hiện ở đâu á thì người ta kêu ổng, ô ông thần tài của chúng ta tới rồi, ông thần tài của chúng ta tới rồi. Vì vậy sau khi mà ổng chết á thì người ta mới làm cái tượng ổng người ta thờ. Và từ đó mình mới có cái phong tục thờ ông thần tài. Mà ông thần tài đó chẳng ai hết đó, là ông Phạm Lãi đó. Ông thần tài tức là ông Phạm Lãi đó. Và thậm chí bây giờ cái ông mà gọi là Mạnh Thường Quân á, ông hay giúp đỡ người nghèo đó. Bây giờ hễ người nào mà giàu lòng nghĩa hiệp mà cho là ta nói sao? Xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là tên của một người ngày xưa thường hay làm việc bố thí.
Cũng giống như thời Phật mà có ông Cấp Cô Độc vậy đó. Cái biệt hiệu của ông đó, ông đâu phải tên là Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt. Nhưng mà tại vì cái việc làm của ông là hễ người nào cô độc, cô thế, nghèo khổ là ông cho, ông cấp, cung cấp. Cho nên từ đó ông được một cái hiệu là Cấp Cô Độc. Bây giờ á, Phật tử mình á, ai mà trong giới Phật tử mà những người như vậy thì các thầy cũng thường gọi là Cấp Cô Độc. Có nhiều chùa ta mở cái ngân hàng Cấp Cô Độc. Thật sự ra là cái cũng là cái tên thôi, nhưng mà mình đặt cái tên vậy cho nó nghe cho nó Phật Pháp vậy mà. Quỷ Cấp Cô Độc tức là mình luôn luôn giúp cho người nghèo. Trong giới nữ có một bà tên là Visakha. Bà Visakha giàu có tương đương giống Cấp Cô Độc vậy đó. Cho nên Đức Phật có những người đệ tử xuất gia đặc biệt, và cũng có những người đệ tử tại gia rất đặc biệt. Trong đó có một cái ông cư sĩ Phật Pháp giỏi vô cùng. Phật Pháp giỏi vô cùng, mà thậm chí mà mấy thầy mà cỡ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, các vị đến là bị ông bẻ hết. Quý vị nhớ ông đó là ai không? À, ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật giỏi Phật Pháp lắm, mà ông giả bệnh. Khi mà ông bệnh mà các thầy tới thăm bệnh đó, ông thể hiện một cái tinh thần là gì? Thân bệnh mà tâm không có bệnh. Cho bây giờ mà mỗi vị mà khi nào mình bệnh á, mà mình vẫn vững chãi, vẫn nghĩa là bình an được á, thì đó là tinh thần của Duy Ma Cật. Thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Và mượn cái duyên bệnh đó để mà nói pháp. Mình thường làm cái việc tốt á, thì ai thấy mình người ta cũng hoan hỷ. Thế hôm rồi ở chùa ở trên Tây Thiên mà hai cái đèn đá nó về bự quá, là không biết làm sao mà điều chỉnh đó. Chú Kiệt ông nói thầy bây giờ thầy lo thầy tụng chú đi nha. Tụng chú gì để dời hai cái đèn này? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không biết chú nào ngoài chú Kiệt. Đâu có chú nào lên phòng chú Kiệt. Quyết định không xa lìa tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe, lúc ở giữa đại chúng không khiếp sợ, danh tiếng tốt, trang nghiêm bồ đề. Người mà thường thích làm lành thì lúc nào cái tiếng thơm nó cũng lây ra. Thiện nam tử vì Bồ Tát gọi là thí tất cả. Thế nào gọi là thí tất cả? Bây giờ mình nói bây giờ cho tất cả, cái mình tưởng đem hết của cải cho, nhưng mà trong này Phật dạy nè, sao kêu là thí tất cả? Vì Đại Bồ Tát đúng như pháp tìm của vật để bố thí, gọi là mới thí tất cả. Ví dụ như mùa đông người ta lạnh thì mình cho người ta áo lạnh, gọi là thí tất cả. Hay người ta đang đói mình cho người ta ăn, gọi là thí tất cả. Chứ không phải là tự nhiên bưng cái gì cũng bưng vô để đầy nhà người ta kêu thí tất cả. Có những cái người ta không cần. Vì Đại Bồ Tát đúng như pháp tìm vật để bố thí, gọi là thí tất cả. Luôn luôn đem tâm thanh tịnh mà thí cho người lãnh thọ, tức là đem cái tâm trong sáng của mình mà giúp đỡ cho người, gọi là thí tất cả. Ít của cũng thí, gọi là thí tất cả. Thấy chưa? Của mà mình ít, mình mà cho, mà cho bằng cái tâm thanh tịnh thì cũng gọi là thí tất cả. Những vật yêu quý phá trừ bỏng sẻn có thể xả thí. Những vật gì mà mình quý quá mà giờ để trừ cái tâm bỏng sẻn mà mình có cho được cũng là một hình thức thí tất cả. Pháp Hòa biết ở đây có một Phật tử, ông mất rồi. Mà ngày xưa mà ông vô trong, ông ở tù, hãy mỗi lần mà đi vượt biên bị bắt mà ở tù mấy tháng vậy đó, người nhà vô thăm có tiền mà, mỗi lần đem đồ ăn vô thăm, quần áo vô thăm, mà lần sau vô thăm là thấy không còn cái quần xà lõn à. Hỏi đồ đạc đâu hết, ông nói trong này người ta thiếu nhiều lắm. Thôi mình cũng mặc cái đủ rồi. Mà rồi mai khác đem vô rồi, cái là lần sau vô ông cũng còn có cho hết. Những vật yêu quý gọi là thí tất cả, bố thí không cần quả báo gọi là thí tất cả, cho mà không cần cái sự gọi là cái quả báo gì nó tới lại với mình. Lúc bố thí không quán phước điền hay chẳng phải phước điền, tức là
Mình thấy thì cho thôi, không có nghĩ gì. Ôi cho cái này phước nhiều à, cho cái này phước ít à, không có nghĩ vậy. Gọi là thí tất cả, bình đẳng mà thí cho tất cả, kẻ oán người thân gọi là thí tất cả. Khó à. Người nào mình thương mình cho khá khá một chút chứ, người nào mình không thương mình cho ít ít thôi. Bồ Tát thí của cải hai cách, một là thí cho chúng sanh, hai là thí cho những loài không phải chúng sanh. Thí cho chúng sanh là con người, thí cho những loài không phải chúng sanh là gì? Như là cỏ cây. Thí dụ như giờ mình thấy cây đó héo nè, cái mình đi tưới nước cho nó nè, mình thấy nó thiếu dinh dưỡng quá, mình đưa phân bón, mình phân bón cho nó đó. Một cái đó cũng là một hình thức thí. Ở bên Ấn Độ á, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á, cái cây Bồ Đề mà hiện tại bây giờ mà ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng là cái cây thứ mười mấy rồi, chứ không phải cái cây nguyên thủy mà thời Phật ngồi thiền đâu. Cái cây mà nguyên thủy thời Phật á bị đốn lâu lắm rồi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là người ta đốn nó, người ta đốt lửa, người ta trụi nó để cho nó đừng mọc, nhưng mà nó vẫn mọc trở lên. Thì cái cây mà hiện tại bây giờ đó khoảng chừng 300 tuổi, cái cây hiện tại bây giờ, tức là nó đời thứ 17 ít nhất. Thì hồi xưa người ta hay để cho mọi người hành hương tới đốt đèn cầy. Trời ơi, ban đêm ban ngày ở chỗ khu vực đó đèn cầy đốt rực rỡ. Thì khi mà cái sáp đèn cầy nó xông lên nhiều quá thì nó làm cho cây Bồ Đề chết. Thì cái da cây Bồ Đề bắt đầu nó hư, cây Bồ Đề bắt đầu nó sắp sửa nó chết rồi. Thì quý vị biết không, là cả thế giới hùng tiền vô mướn những người mà thợ mà chuyên về cây kiểng đó tới đó để mà cứu lại cây Bồ Đề. Và từ đó về sau người ta cấm không được đốt đèn cầy ở trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng nữa, vì muốn bảo vệ cái cây đó. Đó là một hình thức thí những gì không phải chúng sanh. Khi mà vua A Dục á, vua A Dục có hai người con, một thái tử, một công chúa, thì hai người đều đi tu hết. Thì vua A Dục mới nói với người con của hai người con của mình đó, là nên đi xứ khác để mà truyền bá Phật giáo. Thì hai người con này đã đi qua tận nước Tích Lan để truyền bá Phật giáo. Và chính công chúa con vua A Dục đã lấy một cái nhánh ở tại cái cây Bồ Đề của Phật á, ngồi đó, đem một nhánh đó qua bên Tích Lan và trồng cái cây đó ở tại Tích Lan. Phật giáo bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12. Mà mãi thế kỷ thứ 18 đạo Phật mới phục hưng lại một phần nào ở tại Ấn Độ. Tức là đạo Phật hoàn toàn không có mặt ở Ấn Độ trong vòng 500 năm. Thì lúc đó có một vị pháp sư, một vị hòa thượng người Tích Lan, ngài phát tâm trở về cái thánh tích mà ngày xưa Đức Phật chuyển pháp lần đầu đó, để mà xây dựng lại cái thánh địa đó. Và ông đã đích thân trở về là Tích Lan, xin một nhánh cây ở nước Tích Lan mà ngày xưa công chúa mang qua đó, bưng trở về Ấn Độ và trồng ngay cái mảnh đất mà Đức Phật chuyển pháp luân đó. Và hiện nay bây giờ cái cây đó đang rất xum xuê và đẹp ở tại vườn Lộc Uyển. Còn cái nhánh cây mà công chúa con của vua A Dục á mang sang bên Tích Lan trồng bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà nó già quá, nhánh nó rất là hoằng. Có nhiều người người ta cúng dường làm cả một cái cây chống nó lên bằng vàng để mà đỡ những cái nhánh đó. Bây giờ ở bên Tích Lan á, cái chỗ mà để cái trồng cái cây đó như một thánh địa. Mình có tới khu vực đó là chỉ nhìn thấy cây và đảnh lễ, chứ không ai được bước lên tận cái gốc đó nếu mà không có phải thầy trụ trì ở khu vực đó mở cửa cho mình vô. Thì khi Pháp Hòa tới đó thì đích thân Hòa Thượng trụ trì đã mở cửa cho Pháp Hòa lên ở tận cái gốc cây đó để mà đảnh lễ. Thì Hòa kể như vậy là để cho
Nhiều khi không phải cứu một sinh mạng mà cứu một cái cây. Hay thậm chí mình cứu một cái chùa. Không biết quý vị nào thấy những cái chùa mà treo leo ở vách núi đó. Ở bên Trung Quốc, ở gần Thái Nguyên, nó có một cái chùa tên là Huyền Không Tự. Cái chùa đó xây từ thời Bắc Ngụy, xây trên vách núi. Mà không phải xây cái chỗ nhỏ nhỏ nha. Nguyên cái chùa luôn. Mà xây trên vách núi chứ không phải trong núi. Cũng chẳng phải trên núi, lưng chừng cái núi vậy đó. Huyền Không Tự. Trên đường mà đi lên Ngũ Đài Sơn, từ ở Bắc Kinh mà lên Ngũ Đài Sơn, thế nào phải đi ngang khu vực đó. Và nhất định phải tấp vô đó để thăm cái chùa đó. Đẹp lắm. Ở bên Thái Lan á, có một cái chùa, có một cái tượng Phật bằng vàng ròng, tức là vàng 24 á. Mà ngày xưa cái thời chiến tranh á, người ta sợ giặc á, lính á, vô ăn cắp cái tượng đó, đó. Thì thường thường ở nước nào mà xâm chiếm nước nọ thì người ta hay làm vậy lắm. Của vật quý gì của quốc gia đó, người ta chở về quốc gia người ta hết. Thì cái người dân Thái Lan ở đó, họ rất là thông minh. Họ lấy đất sét á, họ đắp cái tượng đó. Rồi họ đem ra ngoài sân vườn, họ dục ngoài sân vậy đó. Lính nó đi ngang, nó ôi bà cái tượng đất sét này, trở về làm gì. Sau khi chiến tranh xong thì họ mới đập đất sét ra, bưng Phật vô, còn nguyên cái tượng. Đó là một hình thức gì? Cứu chúng sanh mà không phải là chúng sanh. Ở Trung Quốc á, cái thành phố gì, cái chùa gì Phóng Hòa quên rồi. Hình như là chùa, cái chùa này chuyên về luật. Lên tận cùng cái núi của chùa, ở trên đó có thờ 18 bức La Hán bằng đá rất đẹp. Thì họ mới giới thiệu, họ nói trong chùa này á, đây là cái bộ mà không bị phá hủy, thời Mao Trạch Đông mà phá hủy văn hóa đó. Thì họ mới nói thầy biết làm sao mà còn nguyên không. Họ lấy giấy báo họ bao lại, xong họ để lên hết tất cả những cái chữ đó. Mao chủ tịch muôn năm, Mao chủ tịch muôn năm. Lính nó cầm súng nó bắn tượng, nó đập chùa, nhưng mà nó thấy cái chữ Mao chủ tịch muôn năm nó đâu dám đụng, để nguyên đó. Sau khi xong hết rồi mới tháo ra. Thì Phật Hòa nói như vậy là một hình thức bảo vệ. Ở trên đường đi Ngũ Đài Sơn có một chùa tên là chùa Phật Quang. Cái chùa đó Pháp Hòa nghĩ ngày xưa mà thời hưng thịnh đời nhà Đường á, có hàng ngàn chư tăng ở. Tới bây giờ mình vô mình vẫn thấy những cái dãy tăng xá ngút ngang, nhưng mà lại là một ngôi chùa hoang bây giờ. Tội nghiệp lắm. Cái tháp của Hòa Thượng trụ trì Khai Sơn nằm đổ nát ở bên hông chùa. Mà những bức tượng trong đó phong cách toàn là phong cách thời nhà Đường, đẹp lắm. Bây giờ mà người ta sợ, hồi xưa thì lấy súng bắn đập, cho nên có tượng bị móc mắt, tượng gãy tay. Nhưng mà lúc mà cái ông tổng thống Pháp á, không biết năm mấy đó, hình năm 70 mấy, ông qua ông đi tham quan Trung Quốc á, ông nói một câu, ông nói người Trung Quốc không biết bảo vệ văn hóa. Mà ngàn đời của họ, một câu đó đã đánh thức người dân Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc bây giờ bắt đầu bảo hộ những cái gì mà họ có cả ngàn năm trước, bằng cách là bây giờ lấy ràng, lấy đồ che lại. Mà ngày xưa là họ đập phá hết. Cái thời mà gọi là cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Đường đi ra ngoài chỗ ngày Huyền Trang đó, đi thỉnh kinh đó, đường đi trên đường đi tơ lụa đó, ở dưới lòng đất có một cái động tên là Thiên Phật Động. Vô trong cái dãy núi này, ở dưới lòng đất này có 1000 hang động và 1000 tượng Phật ở trong đó, toàn làm bằng rơm. Toàn làm bằng rơm. Chỉ là khúc gỗ vậy nè, rồi đắp rơm, rồi đắp đất sét vậy mà tượng rất là đẹp. Mà quý vị biết không, nhờ nó nằm ở dưới đó đó, cho nên cái thời mà phá hủy đó mới còn được bảo vệ. Cho nên khi mình thí ở trong này đó, Bồ Tát mà thí cho chúng sanh và thí cho những loài không phải chúng sanh, trong hai hạng ấy cho đến tự thân đều không luyến tiếc, gọi là thí tất cả. Đấy,
Bây giờ nãy giờ là Phật đang giải thích cái gì gọi là thí tất cả. Thí không phân biệt, rồi thí khi người ta cần dùng, thí chỉ chúng sanh hay là những không phải chúng sanh. Trong hai hạng ấy cho đến tự thân đều không luyến tiếc, gọi là thí tất cả. Bồ Tát bố thí do tâm thương xót gọi là thí tất cả. Cho mà với cái tâm thương xót cũng là thí tất cả. Quý vị nào mà có dịp mà đi cứu trợ ở những cái vùng nghèo như bên Miên nè, Miến Điện nè, Tích Lan rồi ví dụ vậy đó, thì mình được cái phát cái tâm này dễ lắm. Tại vì mình thấy 10 đồng bạc của mình á, nó không có là gì hết á, nhưng mà đối với những cái người nghèo đó đó, 10 đồng bạc lớn lắm. Mình ở đây ăn cơm tàu hũ mà khiều tới khiều lui ngán quá. Mấy đứa nhỏ bên Miến Điện á, dở cái lon cơm của nó ra chỉ có mấy hột đậu phộng thôi, cho nó nhãn á, nó hỏi trái này trái gì vậy, này ăn sao, cho nhãn á, không biết ăn nhãn nữa, không biết cái trái nhãn, cả đời không biết trái nhãn. Phong Hòa dẫn mấy đứa nhỏ đi xuống chợ á, mua chuối cho nó ăn. Trời ơi, nó cầm trái chuối mà nó hạnh phúc vô cùng tận. Còn mình đây có ăn phải năn nỉ, chỉ có điều là chưa lại nó để ăn. Chứ còn phải ngồi trầu trực nó, xin nó ăn, cho nó một cây viết chì nó mừng thật là mừng. Đi học á, mình ở đây đi học, con của mình đây đi học, xe bus tới tận cửa đón nó, hoặc là mình đưa tận nơi. Mấy đứa nghèo bên ở bên Miến Điện mà mấy cái vùng núi á, là sáng là ôm cái tập ra đứng ngay trạm xe, nếu có khách hành hương ở trên núi xuống á, thì quá gian đi học, còn không có qua giờ rồi đi về. Cho nên cái ngày đi học của mình á, không có sure, không có chắc là được đi không. Cái vùng Miến Điện á, có những cái vùng nghèo vậy đó. Phá Hoài đi tới một cái trường học, mua bánh tay cho nó. Mà quý vị biết không, người ta nghèo quá, đâu có tiệm nào mà chứa thùng thùng đâu. Ta chứa chừng thùng chừng 10 phát, bán hết người ta mới order hàng nữa. Mình tới mình mua lần mấy chục thùng. Trời, ta nói đi gom muốn chết luôn, tiệm còn thùng, tiệm còn thùng. Trời ơi, đi vô cái trường học, mấy đứa học sinh nó ra, nhìn nó ghé chóc không. Mà không có nhiều để mà phát, là mình muốn cho một đứa một thẻ cũng được, nhưng mà không có ai bán lấy mua. Mua hộp bánh tay phát đứa chừng 3 cái. Mà mình nhìn nó ăn cái bánh tay giống như là nó ăn được cái món ngon vật lạ vậy. Cho nên nó lâu lâu ha, mình thấy cuộc đời mình sao ăn cái gì sao cũng ngán quá. nên coi mấy cái phim đó. Ở trên mạng thiếu gì. Rồi tự giống như Pháp Hòa nói, ai mà ngán cơm á, nhớ những ngày ở trại tị nạn ăn cái gì là tự nhiên sẽ ăn ngon lành. Cho nên bố thí do tâm thương xót gọi là thí tất cả. Lúc sắp thí, chính lúc thí và sau khi thí không ăn năn. Trong lúc thí, trước khi thí, trong khi thí, sau khi thí không có ăn năn. Nói trời ơi, tôi biết nó vậy tôi khỏi cho. Không sao đâu. Mình cho nó vậy, nhiều khi mình nhờ mình cho nó lúc đó vậy, nó mới tồn tại được tới 2-3 tháng nữa. Hay là thậm chí nó không dùng, nó để lại người khác dùng, không có mất đâu hết á. Hoặc có lúc giả sử dùng vật không thanh tịnh bố thí, vì khiến người kia khởi tâm vui mừng, rượu độc, dao gậy gông xiềng, hoặc được tự tại hay không tự tại cũng quyết định không đem bố thí. Đó. Nếu mà cái đó là độc dược như là rượu, xì ke, ma túy là nhất định còn không thể cho. Không thí cho người bệnh những đồ ăn và thuốc không sạch. Không cướp vật người khác dù một tiền đem ra bố thí. Đi lường gạt được ai nó 5 đồng đem đi làm thiện, không nên. Hoặc là mình biết cái đồ đó không có tốt thì cũng không nên cho người khác ăn. Bồ Tát lúc bố thí giàu được tự tại hoàn toàn, không đánh mắng làm cho tôi tớ khởi lòng hờn giận khổ não, đúng như pháp tìm của bố thí. Tức là Bồ Tát lúc bố thí giàu được tự tại hoàn toàn, không đánh mắng làm cho tôi tớ khỏi lòng hờn giận khổ não, đúng như pháp tìm của bố thí.
không mong quả báo hiện tại và tương lai, rồi thí rồi thường quán sát tội lỗi của phiền não, quán sát kỹ những công đức cao quý của Niết Bàn, trừ đạo Bồ Đề ra không cầu đạo gì khác nữa. Cái câu này y như trong cái bản tụng Hồng Danh Bảo Sám vậy đó. Tức là đem hết tất cả những công đức nào con làm được, con chỉ cầu một việc thôi là hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên khi mà mình đừng có làm cho người ta khổ não thôi cũng là bố thí rồi. Mình áp đảo tinh thần người ta, mình làm cho người ta khổ sở, cái đó cũng là một hình thức, chưa phải lòng thương xót. Và có thể mình chỉ cần cho người ta niềm vui, người ta sống vui vẻ, an lành. Và quán sát những công đức cao quý của Niết Bàn, và quán sát tội lỗi của phiền não, trừ đạo Bồ Đề ra không cầu gì nữa hết. Pháp Hòa nhớ trong cái bài tụng đó, ngoài tâm Bồ Đề con không cầu tâm gì nữa hết, con không cầu gì nữa hết. Tại vì cái tâm Bồ Đề mà còn thì mới còn tất cả, mà tâm Bồ Đề mất rồi thì mất hết tất cả, công đức thiện lành tu hành gì nó mất hết. Lúc thí người nghèo khổ khởi tâm thương mến, lúc thí cho bậc phước điền sanh tâm kính mến, khi thí cho bản thân không khởi tâm coi thường của bỏ. Đây, bây giờ Phật dạy mình đó, cái cách là tùy đối tượng mình cho mà mình phải khởi tâm. Ví dụ thí cho người nghèo khổ thì phải khởi tâm gì? Tâm thương mến. Nhưng mà khí cho bậc phước điền, bậc phước điền là ai? Hả? Là những người tu đó, những cái người mà thí dụ mình bố thí cho một vị linh mục, một vị thầy tu, tức là nói chung là những bậc mà người ta có tu hành đó, mình thí cho họ thì khởi tâm kính mến, còn thí cho người nghèo thì khởi tâm thương. Còn nếu mình cho người bạn của mình thì đừng có khởi tâm gì? Coi như của bỏ. Có nhiều khi tức quá, thôi bỏ đi cho nó ăn giọng gì, còn nhiều khi còn rủa nó câu nữa chứ, thôi coi như cúng rằm tháng 7. Không nên. Nếu thấy người xin, biết thời sự cần dùng, thời biết sự cần dùng, xem chừng bộ diện mà cấp cho, không để người ấy buông lời xin. Tại sao? Vì không đợi người cầu mà bố thí sẽ được phước báo vô lượng. Thấy người ta có vẻ người ta cần, không, khi nào nó năn nỉ tôi mới cho. Tôi biết nó cần á. Khi nào nó năn nỉ, nó hạ giọng rồi tôi cho. Rồi sẵn vậy tôi làm nó một bài học luôn. Thì cái này đó thì chưa phải là tâm lượng của Bồ Tát. Thưa đại chúng, nhiều khi mình sẽ nghĩ thật ra mình làm như vậy cũng được, nhưng mà như vậy thì là tâm của phàm phu chứ phải là tâm của Bồ Tát. Đã nói là Bồ Tát là nó khác hơn người thường. Cũng giống như bây giờ, ví dụ như giờ mình là cái người Phật tử đi, ít nhiều mình hiểu Phật Pháp thì mình không thể xử sự với người ta theo cái kiểu thế gian đời thường được. Ít nhiều mình cũng hiểu Phật Pháp rồi thì mình phải xử theo cái tâm của người có Phật Pháp chứ sao xử theo cái tâm người đời rong rạc được. Ví dụ hồi xưa mình chưa là Phật tử, mình chửi ai chắc cũng xả vàng. Bây giờ mình biết tội phước, biết nhân quả, là Phật tử quy y rồi thì không lẽ giờ mình dùng mấy cái từ đó con nghe sao được. Thì tự nhiên nó phải thắng mình lại bớt thôi. Cho nên á, Phật dạy cái chỗ này rất là hay. Cho người nghèo thì khởi tâm thương mến, cho bậc phước điền thì sanh tâm kính mến, khi cho người bạn thì đừng khởi tâm coi như đồ bỏ. Nếu thấy người xin, thời biết sự cần dùng, tức là mình biết được người ta đang cần á, xem chừng bộ diện mà cấp, tức là nhìn cái hoàn cảnh người ta mà cho. Giống như mình đã tới cái nhà nghèo, mình nhìn thiếu cái ấm nước nè, thiếu nồi nấu cơm nè, thiếu cái giường nè, đó, tùy theo đó mình chu cấp. Cho nên hồi đó nó có một dạo cái Pháp Hòa gửi tiền về cho người nghèo á, cái mình cho mà không bao giờ thấy có cái nhà. Tại vì họ cứ nói thầy cho con tiền sửa lại cái nhà, cho hoài mà không thấy nhà sửa. Tại sao? Tại ta nợ quá trời, mà cho bao nhiêu là ta trả nợ hết. Cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa phải làm gì? Phải nhờ quý thầy nói bây giờ đi xuống coi dùm cái nhà đó sửa nhiêu, rồi mình nhờ quý thầy đích thân đi mua vật liệu, mướn người về sửa thì họ mới có cái nhà họ ở. Còn mình đưa bao nhiêu cũng hết.
Tại vì họ nghèo đâu phải mối đâu, mà thật sự họ nghèo 20 năm trước, tới họ biết mình là họ nợ 20 năm rồi. Mà cái của mình cho đâu có bao nhiêu, bất quá là chỉ sửa được cái nhà cho họ có đủ che mưa che nắng thôi, chứ còn đưa nhiêu cũng hết đó. Cho nên mấy cái người mà ở đây nè, đi chợ mình gặp họ đó, họ đứng ngay trước cửa chợ, họ nói tôi đói quá cho tôi miếng đi. Pháp Hòa nói đi theo tôi dẫn vô chợ và anh cứ mua đi, anh mua nhiêu tôi cũng trả hết. Nó là thôi tôi hết đói. Nó đâu phải nó đói, nó cần tiền làm chuyện khác. Cho nên gọi là nhìn cái xem chừng bộ diện mà cấp cho, không để người ấy buông lời xin. Tại sao? Vì không đợi người cầu mà bố thí thì sẽ phước báo vô lượng. Cái chữ phước báo này là gì? Là cái tâm của mình nó vô lượng. Mà thường thường á, mình đợi người ta hạ giọng. Chứ còn mà ít khi nào mình thấy người ta đang khổ khổ mình tới thôi làm vậy nó lờn. mình hay nghĩ ngược chiều vậy lắm. Mình phải đợi người ta lên tiếng. Bây giờ phân biệt những hạng thí chủ, hồi nãy là phân biệt cái gì? Phân biệt cái chướng ngại bố thí. Và thiện nam tử thí chủ có ba bậc. Thí chủ là gì? Tức là người cho. Ở bên khất sĩ á, người ta có một cái truyền thống là gọi cha mẹ của các thầy á, không có gọi chỗ cô chú dì dượng gì hết á, mà người ta gọi cha mẹ của các thầy các sư cô là ông bà thí chủ. Tại sao? Tại vì á, ông bà đã bố thí cho Tam Bảo một người con. Cho nên đó, Phật tử trong chùa gọi cha mẹ của các thầy, các sư cô, các sư, các thầy của cái tỉnh xá đó là ông bà thí chủ. Mà người ta nghe đó ông bà thí chủ là ta biết ai rồi đó. Là ta biết là chỉ, bởi vì đặc biệt chỉ gọi cái hai ông bà đó thôi. Hai ông bà mà cha mẹ của thầy đó là ông bà thí chủ. Còn ví dụ như chùa có năm sư mà về năm cha mẹ tới thăm thì đấy, ông bà thí chủ của sư gì đó, ông bà thí chủ của sư gì đó. Mà ta nghe bà thí chủ là ta biết đó là cha mẹ của các thầy, các sư cô. Vì hai vị đó đã bố thí một người con cho đạo, cho Tam Bảo. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao em biết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống á, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần. Cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa Huế này không chịu. Chứ là mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân, cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này á, chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dãy. Rồi, cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi á, có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi,
Cà lọ thiệt là đen ụm lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra nữa cạp. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đồ Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngộp quá, ngộp quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè người ta muốn chết vậy không sợ người ta ngộp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp của Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó đóng trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm,
quý vị cũng muốn để riêng cho thầy một bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy, chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm, mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi, đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi, mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì, chẳng qua là lòng cung kính của mình, mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy, đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó, ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ, mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về, dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì ta vô ta nói trụ trì good boy. Mãi ta vô ta nói trụ trì bê bội. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hàng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho thượng tọa nào chắc ghi lộn à. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau, và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật Pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi với nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng, chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết,
bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết, cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi, còn của người ta mình không nói người ta đúng người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình. Mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sâu chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên. Nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Và hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập. Và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Xin được cảm ơn quý sư cô tại Tịnh Thất Hiền Như cũng như quý Phật tử trong nội tự đã dành nhiều cái thời gian tâm lòng để sắp xếp cho mình có được cái buổi hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì chúng ta đã có được một buổi sáng hạnh phúc với nhau phải không? Dạ, thôi mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui và nhất là tinh tấn mãi trên con đường đạo. Cảm ơn đại chúng. Hai chữ vô thường là ai cũng nhớ hết đó. Nhiều khi chuyện gì xảy ra nó thôi vô thường, thôi hỷ xả đi, thôi từ bi đi. Đó là mình nói chi? Mình nói để mình nhắc mình. Và cái thứ ba là nước biển đầy, tượng trưng cho người tu tập lúc nào cũng phải, việc làm gì của mình cũng phải đầy đủ Phật Pháp ở trong đó. Có khi mình làm Phật sự, nhưng mà nếu mình không khéo thì cái Phật sự đó cũng có thể trở thành ra ma sự, tại vì mình thiếu đi cái năng lượng Phật Pháp. Người ta hay nói các Phật tử mà về chùa là hộ pháp của chùa. Nhưng mà nếu mà trước khi mình trở thành hộ pháp á, mà mình không phải là ngưỡng người để cho pháp hộ mình á, thì mình chưa đủ khả năng hộ pháp. Vậy trước khi làm hộ pháp thì phải để cái gì hộ mình trước? Pháp hộ mình trước. Cho nên á, tiếng Hán cái câu là dĩ pháp hộ pháp, lấy giáo pháp hay là lấy Phật Pháp để hộ trì Phật Pháp. Pháp Hòa nói một cái người mà họ làm nhân viên bảo vệ,
đâu phải tự nhiên họ cầm, họ mặc bộ đồ đó vô rồi họ đứng ngay cửa là họ có khả năng bảo vệ đâu. Ít nhất là họ có phải có vài chiêu võ, họ phải biết vài cái luật, khi nào họ đủ quyền sử dụng súng, họ có quyền sử dụng những cái dùi cui. Cho nên họ phải học cái đó rồi họ mới có thể họ đứng đó được. Thì mình cũng vậy, nếu mình không có đủ những